Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết đang có sự khác biệt rất rõ ràng ở hai đầu đất nước. Nếu như ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa nên trời mưa và rét, thì ngược lại ở phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm nóng khi mà trời nắng mạnh từ sáng, nền nhiệt trưa nay tăng cao lên ngưỡng nắng nóng. Ở Bắc Bộ, do không khí lạnh tăng cường nên hôm nay trên toàn khu vực trời vẫn chủ đạo là nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác bất cứ thời điểm nào trong ngày. Và khu vực Tây Bắc thì còn có thể có mưa dông mạnh. Vì vậy mà mức nhiệt ngày chỉ từ 20 cho đến 22 độ, vùng núi từ 19 cho đến 20 độ. Ở miền Trung cũng chịu tác động của không khí lạnh nên hôm nay suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi đều sẽ có mưa, mưa vừa và dông. Nguy cơ xảy ra tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng ở mức rét là 23 đến 24 độ. Quảng Bình trở vào cho tới Thừa Thiên Huế ở mức lạnh 25 đến 27 độ. Trong khi khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiệt độ cũng giảm còn 28-29 độ. Các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận trời vẫn nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Càng xuống phía Nam, cường độ nắng càng mạnh hơn, mức nhiệt trưa nay ở các tỉnh vùng cao nguyên lên mức 33 đến 35 độ, có nơi 36 độ. Còn ở Nam Bộ, nắng nóng diện rộng 36-37 độ vẫn xuất hiện ở các tỉnh miền Đông. Khu vực miền Tây cũng có nắng nóng cục bộ với ngưỡng nhiệt độ từ 33 cho đến 36 độ. Nhưng lưu ý là về chiều tối, ở một vài nơi khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Mưa xuống sau một ngày nắng mạnh hiển nhiên sẽ làm cho không khí dịu mát nhanh, nhưng rất dễ phát sinh lốc sét, mưa đá và gió giật. Vì thế quý vị cần hết sức lưu ý. Trên biển, trên khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 gây biển động. Còn với khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng. Bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.